Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình. Nay thì mình mời cả nhà vô bếp làm cái món chuối chân bột khoai bột bán nước cốt dừa nha. Mà ở đây mình biến tấu thì mình có thêm vô mít nữa cả nhà ơi. Giờ đầu tiên thì mình sẽ đi luộc chuối, bột khoai với bột bán thì mua về mình cũng đã ngâm nước rồi nè. Ngồi mình nấu cho nó nhanh chín. Cái này một hồi mình sẽ đi rửa lại nữa nha. Với nước cốt dừa, chồng mình chuẩn bị sẵn cho mình luôn rồi. Và đầu tiên là mình sẽ lột chuối, mình lột ra nấu cho mau. Có thời gian thì mình hấp. Ở đây thì mình sử dụng là chuối sáp nha. Nhìn tuy là nó có bị đen đen này nhưng mà ở trong nó không sao, ở trong nó rất là ngon luôn. Đây, ở trong còn ngon lắm cả nhà. Tại vì trái chuối sáp là mình rửa cái nó bị vậy đó, giống như nó giật cái vỏ vậy đó. Chuối sáp này thì chuối sáp nhà trồng. Thấy chuối sáp cái hèm chuối chưng. Có nhiều người không có làm bằng chuối này mà làm bằng chuối sim nha. Cái này mà hấp lên nó nấu ăn cũng ngon nữa. Tại mình muốn thêm có nước cốt dừa rồi vô cho nó béo cho nó ngon. Chuối lột xong rồi, giờ mình sẽ cho vô nồi mình nấu. Chuối này nãy trước khi lột có rửa sạch rồi, để khô luôn. Giờ mình lột cái trái chuối nó rất là sạch, cho nên là mình không có rửa lại nha. Mình sẽ nấu với nước trắng. Tại vì nước cốt dừa chồng mình ảnh vắt cái cốt không à, cho nên là mình không có lấy cái phần đó mình nấu. Ai mà vắt bằng tay gì á, vắt có cái nước cốt dảo á cả nhà. Mình lấy cái nước cốt dảo mình nấu chuối nha. Mình cho vô chuối này một miếng muối. Trong lúc mình nấu chuối thì đây giờ mình sẽ xức mít ra. Chẻ ra miếng nhỏ nhỏ. Mít này rất là ngọt luôn á. Này là mình chế nha cả nhà. Tại vì thấy có mít ngon quá nè, cho nên là cho vô luôn. Chứ thường thường chuối chân thì mình thấy bột khoai, bột bán thôi, chứ không có cho mít. Mít này hồi nấu khi nào mà gần chín rồi á, mình mới cho vô. Chứ mình không có nấu cho mít nó rụt ra. Mít lột xong rồi, giờ cái phần bột khoai bột bán này mình ngâm nó cũng nở rồi nè. Giờ mình sẽ đem cái này mình rửa sạch lại nha. Chuối mình nấu nãy giờ cũng chín rồi nè cả nhà. Chuối này rất là mau chín. Giờ mình sẽ cho bột khoai với bột bán vô mình nấu. Rồi bột khoai bột bán chín luôn rồi mình mới cho nước cốt dừa vô nha. Hai này mình cho vô một lượt luôn. Nấu bằng chuối sáp á, chuối này nó thơm. Ở mình thì gọi chuối sáp, không biết thì chỗ mọi người gọi là chuối gì nha. Nhiều khi mỗi vùng mỗi nơi là gọi khác nhau. À, giờ mình nấu bột khoai bột bán chín nữa.
Một hai bột bán cũng chín rồi, giờ mình cho nước cốt dừa vô. Mình không có cho sữa. Nước cốt dừa này là cũng là siêu béo luôn rồi. Nấu thấy nó lỏng lỏng vậy nè, chứ hồi lỡ đặt lại nha cả nhà, bột khoai bột bán nó nở ra lỡ đặt lại à. Rồi mình nấu cho nó sôi lại cái nữa là được. Để sôi lên cái nữa mình mới cho đường vô. Nước cốt dừa cũng đã sôi lại rồi, giờ mình sẽ cho đường vô. Mình cho vô đây là 200g đường. Ai muốn ăn ngọt thì mình thêm đường nha. Còn muốn ăn lạc thì mình giảm lại. Cái này mình nấu theo khẩu vị nhà mình. Tất cả cũng đã chín rồi. Cuối cùng là mình sẽ cho mít vô. Cho mít vô nữa là được. Mình chế không biết sao đây. Nhìn cũng hấp dẫn quá nè cả nhà ơi. Rất là thơm luôn nha. Có mít vô nữa cái mùi thơm. Rất là thơm luôn. Mít mình cho vô cũng được rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp. Thấy tuy là lỏng vậy nhưng mà để cho nguội lại thì bột khoai bột bán nở ra nữa là vừa đặc nha cả nhà. Chứ giờ mình nấu đặc á, hồi bột khoai bột bán nở ra nữa là nó sẽ rất là đặc luôn, nó cứ ngắt luôn, là ăn sẽ không có ngon. Nấu xong rồi cả nhà ơi. Mời. Nấu mời cả nhà ăn gì? Cái món này chuối chuối chưng hay chuối xào giờ hết biết luôn. Không biết kêu món gì luôn cả nhà. Giờ thấy nó giống cái món kiểm hơn. Chè chuối. Thì em múc cho. À, anh tính món bằng cái muỗng này. Em múc cho. Rồi hấp dẫn quá. Này nguyên trái luôn, cho thêm mít vô nữa. Hồi trước á là anh hay ăn ở nhà nấu là cái món chuối sim mình á. À. Không phải nấu bằng chuối này, nấu y vậy nè. Nhưng mà chuối này ngọt lắm đó nha. Chuối này ngon chuối sim ạ. Nhưng mà em cho đường ít à. Năng thử rồi. Thử một cái là nước chảy nước miếng liền luôn. Cái vừa cái mùi chuối xác này nó thơm theo cái kiểu chuối của nó rồi thêm nước mít dừa vô à. Nữa. Cái mùi nước cốt dừa là chảy nước miếng chảy nước miếng. Nước cốt dừa mình nấu kiểu này nó còn cái độ béo. Mời cả nhà nha. Thêm độ phộng vô anh. Sẵn ra. Sẵn ra cả nhà ơi, chuối nó vàng ôm luôn. Đưa đây cả nhà không xem được. Đó. Đây cả nhà, chuối nó vàng ôm luôn nha. Ngon quá. Chép nước, chép nước anh ơi. Và cả nhà nha. Cái này đâu có bỏ nước đá vô ăn được. Cho nên là nấu á, mình để cho nó nguội nè. Nè, cả nhà nhìn nè. Nãy á, mình nấu lỏng que à. Mà giờ nguội lại bắt đầu nở ra thấy chưa. Tuyệt vừa. Vời, ngon quá à. Ngọt nhiều không? Mời cả nhà ăn với hai vợ chồng mình. Rất là vừa. Cái này, theo anh nghĩ á, mình bỏ đường ít cũng được thôi chứ đâu có gì đâu. Chuối nó rất là ngọt. Rồi thêm mít nữa. À, nó ngọt trong mấy cái này ra luôn. Cái này mà nấu bằng đường phèn nữa chắc nó ngọt cái kiểu ngọt hanh hơn ha. Ngọt dữ quá. Có chuối. Mình không muốn chuối. Có chuối nó ngọt. Ngon quá. Nấu cấp tốc luôn á. Nhưng mà tại vì mình để cho nguội lại nè. Mới ăn cho nên là giờ trời tối luôn rồi cả nhà. Sáng ảnh bận á, ảnh làm dưới cái vườn nho dưới chưa xong nữa. Cho nên là ảnh bận làm dưới cái anh về tới chiều. Nó hai vợ chồng mới nấu. Hai một chén. Ngon quá. Ăn thì ăn no luôn, hồi hổ ăn cơm luôn. Ngon. Ngon mà sao cùng mình. Có giả không vậy? Đây là biểu hiện quá ngon. Nhưng mà ngon thiệt á cả nhà. Nó độ béo nó vừa thiệt. Nó quá đơn giản luôn. Cái món này gọi là siêu đơn giản luôn á. Nhưng mà
Có nhiều khi á, mình làm á, mình không có để cái công thức cụ thể để mình làm, có rất là nhiều ông bà cô chú vô với anh chị đồ vô hỏi á, kêu mình để cái công thức á. Thật ra mình quay clip là mình chia sẻ món ăn hàng ngày mình nấu cho cả nhà đến mọi người thôi nha, chứ mình cũng không dám gọi là chỉ, không dám chỉ dạy ai hết, sợ là mỗi nơi mỗi ăn khác nhau rồi mình không biết rồi heo làm giống như mình thì khẩu vị của từng người á có hợp hay không. Cái kiểu cách ăn của miền Tây mình là như vậy, còn giống như những miền Trung, miền Bắc á là sẽ khác mình. Của mình thì hầu như là miền Tây, miền Nam mình là ăn ngọt nhiều, miền Tây mình là ăn ngọt nhiều, còn miền ngoài là ăn ngọt ít lắm. Ăn lạc là mặn. Đi mình nó khác nhau. Thì mình cũng khó mà chỉ. Tại vì mình có mấy người bạn á là hầu như là mới tới miền Trung chứ gì hả anh? Là mấy anh đã ăn mặn rồi. Ăn mặn hơn mình rồi, hầu như lúc mà làm nước mắm bánh xèo á là hả, hồi đó bên Nhật mỗi lần đi xuống là làm nước mắm xong cái múc riêng cho mấy anh, xong rồi mình mới cho đường vô của mình ăn. Ăn ngọt hơn, ớ ăn mặn hơn mình. Giống như mình đã làm nước mắm tỏi ớt mình cho đường hơi nhiều, còn làm mắm tỏi ớt của miền Trung là nước mắm với tỏi ớt là sao? Không có đường. Nói chung là sanh ra ở đâu thì quen đó, cho nên là mình không có dám chỉ dạy, là chỉ là vậy đó nha, chứ không phải là mình ích kỷ không chỉ nha cả nhà. Cũng như bình thường vợ mình nấu thì cứ muốn nấu heo thì cứ dầm y vậy là nấu là được hả? Còn muốn nấu heo mình thì mình nói chung là tên clip là mình quay từng chi tiết mình làm y chang vậy á. Tên clip thì sao là ở ngoài mình làm đúng y vậy, chứ không có chế gì mà không có khác nha. Ê anh, cái này nghĩ để vô tủ lạnh á, lạnh lạnh là ăn ngon lắm luôn á. Lạnh chuối nó cứng mà. Chuối này không cứng nổi đâu. Không. Chuối này là nó mềm, là nó mềm gì luôn á. Không cứng lại. Chỉ là anh muốn cứng lại cho nó dẻo lại. Thôi thì chắc là nó sẽ dẻo hơn một xíu. Cái này để lạnh nghĩ ngon, nghĩ để lạnh ngon. Nhưng mà đừng để nước đá ha, mình để vô tủ lạnh á. Đúng rồi, để ngăn mát tủ lạnh á. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ nó vậy mà để vô tủ lạnh nữa là ngày mai nó sẽ cứng lại luôn. Thành heo câu. Sắn. Cái bột bán này nó nở dữ lắm, bột bán bột khoai này nở rất là nhiều. Tính ra hồi nãy anh nấu, anh nói em nấu này chắc hơi lỏng ha. Cái từ nó kinh nghiệm rút. Mà để nấu bột khoai bột bếp nấu nhiều lần bị rồi. Ngon quá à. Em chắc quất hai chén là được rồi đó. Chén là ngưng được rồi đó. Chuối này thì nó mềm nhưng mà nó vẫn còn cái độ dẻo, nó thơm. Cái độ ngọt của mà mình nêm đường vô thì nó vừa phải, nó không ngọt quá. Mà nó ngọt là nó ngọt của cái phần mít với cái phần chuối. Ăn trúng ngay trái chuối rất là ngọt luôn. Ngọt chuối sáp mà nó hơi hơi thì nó ngọt ít. Nó chưa chín tới thì nó ngọt ít. Càng chín nó càng ngọt không? Càng chín nó càng ngọt. Chính là chuối sáp này nè. Nấu cái gì cũng ngon hết á. Nhưng mà em lại khoái chuối sáp mà để cho nó chín thiệt là chín á. Xong rồi hấp lên, nó hấp mà cái trái chuối nó phải tét ra, nó nở ra luôn. Ăn nó ngọt chứ. Em ấn tượng với cái chuối sáp này nè. Là sao? Hồi mới cấn bầu là hèm trái chuối này nè. Mà tự nhiên hồi đó giờ cũng ăn thôi chứ đâu có hèm dữ đâu. Mà bữa đi chợ thấy trái chuối sáp thèm dữ lắm, thèm luôn. Mà không có mua gì ăn. Thèm nhưng mà không có mua. Không có thèm nhưng mà không có mua. Tại vì thường thường chuối sáp á, ít khi mua chợ lắm. Ở nhà trồng rồi chừng nào chín ăn không à. Thiếu gì mà dương. Mà tự nhiên thèm rồi, nhưng mà rồi cũng qua cơn không ăn. Nhưng mà đâu có biết lúc đó là có bầu đâu. Mà lúc đầu á. Lúc mới á, chưa biết á. Còn giờ là biết rồi, thèm gì là ăn ở đó liền à. Tính ra mình cầm cái chuối ra nó đâu cần săn sóc được. Bỏ đại cái có ăn có ăn có ăn. Nhưng mà có một điều nha, mình giống như cái món là mình làm không được thôi. Còn cái sở thích của mình là mình thèm gì là mua về nhà tự làm. Tự nấu. Tự làm tự nấu mình ăn ở nhà vậy. Thích nấu lắm. Còn có người nói hả, mày thèm mày ăn có nhiêu đâu, ra chợ mua về tấm bịch ăn cho nhanh. Cho nhanh. Giống như thèm bún riêu đi.
mua con cua về đâm, mua thịt về nấu, lấy nước ngọt rồi bắt đầu mới ấy, mới nấu từng công đoạn đặng ăn. Nghe mua tô bún riêu 30.000 chị ăn. Bởi vậy, nhưng mà không hết. Không hết bạn. Tự tay mình làm nó ngon hơn. Khi nào mà gọi là làm biến lắm á. Hết vô nổi rồi, cắn ra tới chuối nước ngọt quá. Ăn 3 chén rồi. Bỏ thơm luôn rồi. Ngon luôn. Hai vợ chồng ăn cũng nửa tô cả nhà, cái tô này khá là bự luôn á. Hai vợ chồng ăn hết nửa tô luôn rồi. Còn cái nồi nữa, trong nồi còn nữa chứ không phải. Ngon quá. Nấu chắc cỡ 2 tô này hả anh? 2 chắc tô. Chắc cỡ 2 tô. Thật có, ngon. Có nhiều đó mà nấu ra nhiều vậy ha. Tuy là đơn giản nhưng mà ngon ghê. Cái món này là nấu cấp tốc luôn á, chưa được nửa tiếng là xong rồi. Cái chuối là hầu như là mình nấu bắt lên nấu chưa được 10 phút là nó đã chín rồi. Chín bỏ vô. Ừ. Cái... xong rồi cho bột khoai bột bán vô. Chín nấu coi chừng có 15 phút. 5 phút à? 5 phút. Cái bột khoai bột bán nó rất là mau chín tại vì mình đã ngâm. Ngâm nó nở rồi. Nó tới đây nó bị dướng. Ngâm nó nở rồi xong rồi để vô là nó mau chín. Ừ. Cái nước cốt mình chế vô cuối vậy nè, nó không có mất đi cái độ béo. Ừ. Em ngon. Nghĩ ai mà khoái béo nữa thì mình có thể cho sữa vô được á. Nước cốt sống vô được. Hả? Nước cốt sống béo. Khoái hả? Nước cốt sống. Nước cốt sống nó béo dữ hơn này. Thôi quá là ngon luôn. Hay chồng mình cũng ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai chồng mình hãy cho hai chồng mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.